Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên, Bích Tuyền nhận định về đối thủ Thái Lan. Sau khi đặt chân đến Thái Lan vào ngày 6 tháng 8, ngày 7 tháng 8 toàn đội đã bước vào tập luyện chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Ngay ở buổi tập đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã được làm quen trên sân đấu chính, nơi sẽ diễn ra các trận đấu ở chặng 2 của CV League. Ngay sau đó vào sáng ngày 8 tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm buổi tập tại sân tập của trường đại học Suranare University of Technology. Ngày mai, các cô gái sẽ chính thức bước vào trận đấu đầu tiên của chặng 2 CV League vào lúc 15 giờ gặp đối thủ Indonesia. Đương kim vô địch và cũng là đội chủ nhà, đội tuyển nữ Thái Lan đã có mặt tại Nakhon Ratchasima để chuẩn bị tham dự chặng 2 của CV League. Đáng chú ý là có sự góp mặt của chủ công Wipawi trong đội hình ở tuần này sau khi cô vắng mặt ở trận đấu tại Việt Nam. Vẫn rất thận trọng với đầy đủ những ngôi sao trong đội hình, Thái Lan không giấu giếm mục tiêu bảo vệ ngôi vương trên sân nhà sau chặng 1 khá khó khăn, đặc biệt là ở trận đấu với Việt Nam. Ngôi sao số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại là Bích Tuyền cũng đã có những nhận định về cơ hội làm nên bất ngờ của đội nhà trước Thái Lan. Đội chuyền người Vĩnh Long khá tiếc nuối khi ở chặng 1, toàn đội đã chơi rất hay, khiến Thái Lan phần nào bị tâm lý, nhưng chưa thể giành được chiến thắng ở thời điểm quyết định. Bích Tuyền nhận định ở vòng 2 sẽ khó khăn hơn khi phải đánh ở Thái Lan, nhưng cô và toàn đội sẽ cố gắng để đạt được kết quả cao nhất. Cảm xúc của em thì lần này cũng khá là khó tả. Tại vì thật sự ra thì lịch sử đối đầu của Việt Nam và Thái Lan thì các tỷ số nó đều em cảm thấy là như nhau. Nhưng mà lần này được đội hình của chúng ta thì khá là đồng đều và được chúng ta được lợi thế sân nhà, được từ lợi thế khán giả, nên là hôm nay em cảm thấy là đội có một cái trận đấu rất là bùng nổ và mọi người tất cả các vị trí đều chơi rất là hay. Em cảm thấy hôm nay thì chúng ta đã chơi rất là hay rồi, và họ cũng có một phần về tâm lý, nhưng mà em nghĩ là chúng ta thiếu một chút may mắn ở hiệp 5 thì chúng ta sẽ giành được cái chiến thắng. Thì em nghĩ là chúng ta phải cần thêm rèn luyện thêm những cái mặt về chắn bóng và phòng thủ. Thật ra thì CV League vòng 1 này thì em nghĩ là chúng ta được ở sân nhà, được cái lợi thế sân nhà là từ khán giả và một cái tâm lý khá là thoải mái, nên là em nghĩ là vòng 2 thì chúng ta có thể là sẽ khó khăn hơn, tại vì chúng ta đánh ở một cái sân bên Thái Lan thì em nghĩ là với cái tinh thần thì có thể là bọn em sẽ cố gắng, nhưng mà về mặt khán giả thì chắc là không bằng ở Việt Nam được. Khi mà được chơi ở cái vị trí đối truyền, đó là một cái vị trí thuận lợi và gọi là sở trường của em, thì em cảm thấy là mình có thể làm tốt hơn khi mà ở số 4, nhưng mà nếu như mà em được ban huấn luyện tin tưởng và giao cho vị trí số 4 thì em cũng sẽ cố gắng để mà đảm nhiệm cái nhiệm vụ đó. Sau trận đấu ngày hôm nay thì em cảm thấy là mình rút ra được khá là nhiều từ bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm thi đấu, thì mình cũng phải học hỏi thêm rất là nhiều từ đội Thái Lan. Cảm ơn em và chúc đội tuyển Việt Nam cũng như là Tuyền sẽ có một chặng 2 CV thành công và có một chiến thắng trước Thái Lan để đánh tặng người hâm mộ Việt Nam. Cảm ơn. Cảm ơn. Bóng chuyền nữ Việt Nam khao khát huy chương vàng SEA Games. Giải bóng chuyền nữ CV League 2024 chính là sự chuẩn bị cho các đội tuyển để nắm bắt được cơ hội tranh tài tại SEA Games 33 vào năm sau ở Thái Lan. Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á 2024 CV League 2024 quy tụ 4 đội mạnh nhất của bóng chuyền nữ Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines tham dự. Theo danh sách đăng ký, cả 4 đội đều cử đội hình có cầu thủ mạnh nhất tham gia. Từ đó cho thấy các đội đã rất coi trọng giải đấu này và lấy đó là cơ hội cho từng ban huấn luyện nắm bắt đối thủ của mình, bởi sự chuẩn bị cho SEA Games 33 vào năm 2025 đã bắt đầu. Ngay sau lượt đấu giải CV League 2024 tại Vĩnh Phúc, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan là ông Natapong đã trao đổi: "Chúng tôi đang bắt đầu hành trình chuẩn bị để hướng đến SEA Games 33 vào năm tới trên sân nhà.
đội tuyển được tập trung nhiều cầu thủ để có sự đan xen chuyên môn và khi ra sân, ban huấn luyện lựa chọn những con người tốt nhất phù hợp với chiến thuật. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và nữ Thái Lan gặp nhau ở trận cuối của giải CV League 2024 ở Vĩnh Phúc. Hai bên đưa ra đội hình mạnh nhất và người Thái vẫn thắng chúng ta với tỷ số 3-2 để lên ngôi vô địch. Lượt đấu tiếp theo được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8. Ông Natapong tiếp tục đăng ký đội hình đầy đủ những gương mặt hàng đầu, không đưa đội hình dự bị góp mặt. Quyết tâm của bóng chuyền nữ Thái Lan là vô địch CV League 2024 và có tiền đề tốt để hướng đến SEA Games 33 vào năm sau. Một năm trước, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 32. Đại diện của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phân tích, bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn là một đội mạnh về nữ khi thi đấu SEA Games, đặc biệt là năm tới, giải SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà của bạn. Bất kể đội tuyển bóng chuyền nữ nào gặp Thái Lan cũng sẽ rất khó khăn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có 14 vận động viên tốt nhất để tham dự chặng 2 của CV League 2024. Trừ trường hợp của chủ công Trần Thị Thanh Thúy lỡ hẹn lượt thi đấu tới ở Thái Lan do phải đi Thổ Nhĩ Kỳ, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã cho biết những tay đập trong danh sách mà chúng ta đăng ký đều có phong độ ổn định nhất vào lúc này. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã phải cất công tìm một người có thể tạo đột biến trong trường hợp vắng Thanh Thúy trong đội hình và chúng ta thành công với tay đập Nguyễn Thị Bích Tuyền. Tại CV League 2024, từng đội được thi đấu trọn vẹn 6 trận. Nói không đâu xa, những cầu thủ tham dự tại giải CV League 2024 sẽ là nòng cốt của 4 đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines dự SEA Games 33 vào năm sau. Vì thế, từng cầu thủ có cơ hội được nắm bắt cách chơi của đối thủ nhằm chuẩn bị thêm cho mình. Bóng chuyền nữ Việt Nam chưa một lần giành huy chương vàng ở đấu trường SEA Games. Bóng chuyền Thái Lan từng thua Việt Nam khi là chủ nhà SEA Games để mất tấm vé vào chung kết, nhưng đó là ở nội dung nam tại SEA Games năm 2017. Với bóng chuyền nữ, chưa một lần đội nữ Thái Lan thua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại cấp độ SEA Games. Vì thế, việc giành được huy chương vàng tại SEA Games là rất khó với bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta xây dựng lại kế hoạch chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nữ từ lối chơi cho đến mục tiêu bắt đầu từ giữa năm 2022. Khi đó, ông Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều chiến thắng, đạt kết quả đáng kể qua các giải đấu quốc tế. Dù vậy, trong tất cả những lần chúng ta gặp đội nữ Thái Lan ở năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đều thua trận. Năm 2024, chúng ta đã gặp đội nữ Thái Lan ở trận đấu đầu tiên tại Vĩnh Phúc vừa qua và tiếp tục thua. Có nhiều lý giải để nói về việc vì sao bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thắng được đội nữ Thái Lan. Thậm chí, chúng ta đã giành được chiến thắng trong hai set đấu đầu tiên. Tuy nhiên vẫn khép lại trận đấu với tỷ số thua 2-3 trước đội nữ Thái Lan thì người làm chuyên môn đã xem đó là kỳ tích do đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu thắng được nữ Thái Lan tới 2 set đấu ở một giải đấu chính thức. Mục tiêu của bóng chuyền nữ Việt Nam là tiếp tục vào trận cuối của giải CV League 2024 ở Thái Lan để tranh ngôi vô địch với đội chủ nhà. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng chúng ta vẫn chưa thể thắng được đội nữ của Thái Lan ngay trên đất Thái. SEA Games 33 sẽ tổ chức vào cuối năm 2025. Nên thể thao Việt Nam và bóng chuyền nữ Việt Nam còn hơn một năm nữa để chuẩn bị chuyên môn. Hiroshi Senteles Rosales là ngoại binh người Cuba đã chính thức ký hợp đồng khoác áo đội bóng chuyền Nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện của ban huấn luyện đội bóng cho biết, hợp đồng trước mắt của chủ công ngoại binh này sẽ có thời hạn để tranh tài ở giải bóng chuyền Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2024. Giải đấu này được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 8 tại nhà thi đấu Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện của đội bóng chuyền Nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là cầu thủ có chuyên môn tốt. Trước khi tới Việt Nam, Hiroshi Senteles Rosales đang thi đấu tại Nga. Chúng tôi đã tập luyện cầu thủ này cùng các cầu thủ ở đội bóng để có sự làm quen, bắt nhịp về chuyên môn. Rất hy vọng tay đập sẽ đạt được hiệu suất thi đấu tốt. Chủ công ngoại binh này sở hữu chiều cao là 1m96. Cùng với sự góp mặt của Hiroshi Senteles Rosales, đội bóng Nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đón chào sự trở lại của cầu thủ chuyền 2 Giang Văn Đức để tham dự giải bóng chuyền Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2024. Cựu tuyển thủ quốc gia này đã tham gia vào ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền Nam U20 Việt Nam ở thời gian qua và khi kết thúc nhiệm vụ với đội tuyển U20 Việt Nam, Giang Văn Đức sẽ ra sân thi đấu cùng với đồng đội tại đội Nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
Mục tiêu của đội Nam Công an Thành phố Hồ Chí Minh là lọt vào trận đấu cuối cùng ở giải bóng chuyền Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2024. Đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiệm vụ quan trọng là thi đấu vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2024 vào tháng 10 tới đây ở Trà Vinh. Ban huấn luyện đội bóng sẽ xem xét thực tế thi đấu của ngoại binh Hiroshi Centellet Rosales, từ đó có những tính toán nhân sự khi dự vòng chung kết để quyết tâm thăng hạng lên dự giải vô địch quốc gia 2025. Các đội bóng dự giải bóng chuyền Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2024 tranh cúp Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh gồm Vật liệu Xây dựng Bình Dương, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Visaka Campuchia và Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh và 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân.